Wow, xin chào anh em. Đây bây giờ có tiện thể đỗ cạnh anh Audi Q7. So sánh luôn xem hai xe Đức này xem là anh em thích cái xe Đức nào, Đức Việt hay là hay là Đức gì đây. Audi Q7 đây, trông cũng hoành cả tràng đấy. Đấy. Còn đây là VinFast Lakera. Đấy, bề ngang to ngang nhau. Đấy. Rồi bây giờ đưa tour một vòng xem nào. Trời hơi tối. Chỉnh độ sáng đi. Con này không biết mấy tỷ nhỉ? Này thì mấy 3 tỷ à? Tôi chả biết giá xe đâu. Đấy, xin lỗi bác Audi này. Em quay bác tí. Nít của ai Audi đây? Nít của Audi cũng bẩn không kém. Giò thì Audi thua xa VinFast. Bộ giò thì Audi thua xa VinFast. VinFast cái lốp to lắm. VinFast lốp nó to dã man luôn đấy. Đấy. Hai xe hai ông này bẩn ngang nhau. VinFast nó cao hơn một tí. Đấy, bộ giò nó trông nó cân đối hơn, giò này nhìn trông chắc hơn. Còn Audi Q7 thì nhìn giò này cái đít thì hơi mũm. Đấy, giò này bé, đúng kiểu như là chân que tăm ấy. So với VinFast, thực ra trước đây thì lốp nó to lắm rồi, nhưng mà so với VinFast thì vẫn là que tăm. Đấy. Cái VinFast nó to quá, nó khủng lồ luôn. Rồi, đấy nhá anh em nhá. Đây có toàn cảnh để so sánh giữa hai xe VinFast và Audi. Tiền thằng kia sẽ gấp đôi ấy. Đấy. Về ngoại hình thì VinFast chén rồi. Rồi. Chào anh em.